Nằm mơ cũng không ngờ nàng lại trùng sinh, sống lại một đời. Nàng trực tiếp từ hôn rồi gả cho kẻ thù sống còn của mình. Kiếp trước, phu quân của nàng vì một nụ cười của Bạch Nguyệt Quang mà lột da rút gân nàng. Sau khi chết nàng mới biết mình chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn sách, chỉ để làm nổi bật sự hoàn mỹ của tình yêu hai người họ. Đời này hắn lại mặt dày tìm đến cửa, cầu xin nàng gả cho hắn. Chết cười, nàng đâu phải người thích bị ngược đãi. Nữ phụ này ai thích làm ai làm, dù sao bà đây cũng không làm nữa. Cơn đau dường như chưa tan biến, nàng nhìn khuôn mặt trắng trẻo hoàn mỹ trong gương, rơi vào trầm tư. Năm thứ 5 sau khi kết hôn, nàng đỡ một dao cho Tiêu Kỳ, lưu lại vết sẹo khó chữa trên mặt trái. Mà bây giờ, tiểu thư, cô ra đến nhà hỏi hôn rồi, sao người vẫn còn đứng đó? Xuân Đào từ bên ngoài bước vào, vừa cài hoa trên búi tóc của nàng, vừa không nhịn được lẩm bẩm. Nhìn Xuân Đào còn sống, mắt nàng bỗng đỏ hoe. Xuân Đào một lòng trung thành, đời trước vì bảo vệ nàng, bà bị cắt đứt gân tay chân, ném vào hẻm bán hoa, rồi bị dân lưu lạc ngược đãi đến chết. Tất cả đều chỉ vì một câu nói của Tô Trước. Tỷ tỷ đặt tên này cho nha hoàn, có phải là cố ý khiến ta khó xử không? Ẩn ý và sự đau khổ từ từ lan ra. Cô nắm lấy tay Xuân Đào, trào nước mắt khiến Xuân Đào giật mình. Tiểu thư, nô tỳ làm đau người sao? Xuân Đào nói xong liền quỳ xuống nhận tội. Cô vội ôm chặt lấy Xuân Đào. Xuân Đào ngoan, sao có thể thế được? Không cần bận nữa, ta sẽ ra ngay. Tiêu Kỳ, kiếp trước ngươi giẫm nhà họ Đường chúng ta để bước lên chức vị cao. Kiếp này, ta giúp ngươi và Bạch Nguyệt Quang của ngươi ở bên nhau. Không có nhà họ Đường, ta xem ngươi có thể gây được sóng gió gì. Trong phòng khách, cha cô nhìn Tiêu Kỳ với vẻ mặt tươi cười, càng ngày càng hài lòng. Sau bức bình phong, cô đến cạnh mẹ, nhẹ nhàng nắm tay bà. Mẹ cô quay đầu, nụ cười trong mắt lập tức biến thành nghi hoặc. Thiên Thiên, sao hôm nay con không mang bộ cài đầu Đông Chu kia? Bộ cài đầu Đông Chu đó là Tiêu Kỳ tặng cô, nói là đặc biệt sai người đi Đông Hải tìm Đông Chu tốt nhất. Ban đầu cô cũng coi nó là bảo bối, nhưng sau này mới biết, thứ cô có, Tô Trước cũng có mà còn tốt hơn của cô. Bộ cài đầu hạt châu màu hồng của Tô Trước mới là vô giá. Bộ của cô chỉ là tiện tay đưa về mà thôi. Thu Mạch suy nghĩ về, cô không thể quên chính sự hôm nay. Nương, con muốn từ hôn. Gì? Tiếng kinh hô của mẹ vừa buột khỏi miệng thì đã bị cô bịt lại. Chị tiểu thư bị bệnh của nhà Tô Thượng Thư, giờ đang được Tiêu Kỳ nuôi ở ngõ Thành Minh, đã có thai rồi. Nếu mẹ không tin thì cứ sai người đi kiểm tra. Mẹ thấy cô nghiêm túc, không khỏi suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau thì sai người đến ngõ Thành Minh, rồi bảo Vú Triệu bên cạnh ra ngoài tấm bình phong tìm cha cô. Chỉ thấy cha cô lập tức thay đổi sắc mặt, hạ lệnh đuổi khách. Thế tử gia, bà xã ta thân thể không khỏe, chuyện kết thông gia vẫn là để ngày khác bàn đi. Nói xong lập tức đứng dậy, không liếc Tiêu Kỳ thêm một cái. Nhìn bóng dáng sững sờ của Tiêu Kỳ, phiền muộn trong lòng cô cũng tan biến một chút. Đến tận khi Tiêu Kỳ rời đi, cha cô mới mở miệng. Thiên Thiên, sao con biết chuyện này? Mấy ngày trước con ra ngoài, nhìn thấy Tô Nhị tiểu thư đã rõ bụng rồi, lại nghe tỷ nữ của cô ta nói, cho dù vị ở phủ thừa tướng có vào cửa, trong lòng thế tử gia cũng chỉ có một mình cô ta. Thế tử gia ở kinh thành không ít, nhưng người cầu hôn tiểu thư phủ thừa tướng chỉ có một mình Tiêu Kỳ thôi. Cha cô đang còn hy vọng, người hầu được sai đi trước đó đã trở về, thứ cùng trở về, còn có tin tức hắn tận mắt nhìn thấy. Lão gia, phu nhân, nô tài không chỉ nhìn thấy Tô Nhị tiểu thư, mà còn thấy thế tử gia cũng đến. Đúng là khốn nạn, người đâu mang những xính lễ này ném về hầu phủ cho ta. Lấy triều phục cho lão phu phải đi gặp thánh thượng. Cha cô vào cung một chuyến, mang về 3 thánh chỉ. Thánh chỉ thứ nhất, cắt nửa năm bổng lộc của Tiêu Kỳ, cách trừ lễ bộ thị lang béo bở của hắn. Thánh chỉ thứ hai, của trách Tô Thượng Thư trị nhà không nghiêm. Mặc dù chỉ phạt cắt 3 tháng bổng lộc, nhưng khi tuyên thánh chỉ, các nhà quyền quý trên phố đều phái người hầu đến xem náo nhiệt, mất hết mặt mũi của nhà Tô Thượng Thư. Thánh chỉ thứ ba là thưởng hôn cho Tiêu Kỳ và Tô Trước, nhưng Tô Trước chỉ có thể vào Định Bắc Vương phủ dưới danh nghĩa quý thiếp. 3 thánh chỉ đã khiến Định Bắc Vương phủ và Tô gia trở thành trò cười của cả kinh thành. Tô Trước bị Tô Thượng Thư ép đưa về nhà, quỳ trong từ đường mấy ngày liền, mãi đến khi nhìn thấy máu mới được người khiêng ra khỏi từ đường. Khi nghe được tin này, cô đang cắt tỉa cành đào trong sân. Kiếp trước cô thích hoa đào nhất, nhưng nghĩ đến Tô Trước cũng thích hoa đào, bây giờ ngay cả cành đào trong sân cũng trở nên gai mắt. Tiểu thư, nghe nói cái thai của Tô Nhị tiểu thư không còn nữa. Vậy sao? Đúng là thiếu một vở kịch hay. Cô cắt đúng cánh đang phát triển tốt, tiện tay vứt đi. Từ khi cô chuẩn bị làm ầm ĩ chuyện này khiến ai cũng biết, đứa con của Tô Trước đã chắc chắn không thể giữ được. Cho dù Tiêu Kỳ và Tô Trước muốn giữ lại, lão vương gia và Tô Thượng Thư cũng sẽ không cho phép. Nhưng tiểu thư, có nhiều tin đồn trong kinh thành. Cô quay đầu nhìn về phía Xuân Đào, thấy cô bé tức phồng má thì không nhịn được mà nắn bóp. Xuân Đào ngoan, nhưng có người nói tiểu thư nhà em. Chưa dứt lời, Xuân Đào hoàn toàn không nhịn được nữa. Còn sao nữa, những người đó không nói cái sai của cậu nam nữ kia, mà lại nói tiểu thư không rộng lượng. Em nhổ, đúng là một đám mù lòa. Nghe Xuân Đào mắng vậy, cô lại cười lớn, tốt quá, Xuân Đào của ta vẫn ở đây. Xuân Đào thấy cô vui vẻ thì cũng bớt giận một nửa. Chuyện gì khiến con gái ta cười vui vẻ như vậy? Mẹ cô từ ngoài cửa bước vào, thấy cô vui vẻ, nỗi buồn bực trên mặt cũng nhạt đi nhiều. Những ngày này, cha mẹ vì hôn ước bị hủy mà buồn bã cả ngày. Bất kể cô có nói mình không quan tâm như nào, họ vẫn cảm thấy ủy khuất cho cô, hiếm khi mới thấy họ bớt sầu. Cô vội vàng ôm mẹ, dựa vào vai bà làm nũng. Xuân Đào kể chuyện cười nên con cười hơi quá. Nói xong, cô nhìn xuống tờ giấy trong tay mẹ. Mẹ thấy thế liền đưa cho cô. Mấy ngày nữa là lễ chức nữ, trưởng công chúa tổ chức tiệc trong phủ, gửi thiệp mời cho chúng ta, còn có thể đi. Đi, tất nhiên phải đi, lễ tốt như vậy, đương nhiên con phải đi tìm Đức Lang Quân rồi. Thật vớ vẩn, mẹ cô giả bộ tức giận chỉ vào trán cô, trong mắt lại đầy sự yêu chiều, trực tiếp để người hầu đứng sau đo người may áo cho cô. Chỉ là cô không ngờ, bữa tiệc này dường như là dành cho cô. Cô đồng ý đến, trưởng công chúa liền coi cô là khách mời danh dự. Vậy mà lại có người không mở mắt, cứ phải đến trước mặt cô gây chuyện. Thiên Thiên, hôm nay cô đồng ý đến, có phải đã tha thứ cho ta rồi không? Tô Trước buộc tóc lên như vậy, rõ ràng là đã được đưa vào hầu phủ rồi. Cô ta nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, dường như đã chịu rất nhiều ủy khuất ở chỗ cô. Hôn ước của cô với Tiêu Kỳ dù không bày ra rõ ràng, nhưng các gia đình danh tiếng ở kinh thành đều sớm đã nghe nói. Thấy Tô Trước chủ động đến tìm cô, còn tưởng sẽ có kịch tình mới tình cũ để xem, khó tránh có tâm trạng hóng náo nhiệt. Cô cũng không vội, tỉ mỉ thưởng trà, cho đến khi thấy người tới đây đã đủ nhiều, cô mới chậm rãi đặt tách trà xuống, mở miệng. Tô di nương, giữa hai ta không có hiểm khích. Câu này của cô có ý gì? Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ di nương. Thấy sắc mặt của Tô Trước trắng bệch, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đời trước cô ta lấy cớ trên người con mình có nốt ruồi để đưa đứa con mới sinh của cô đi làm thuốc dẫn. Bây giờ con của cô ta không còn, cũng coi như là đền một mạng cho con cô. Tô Trước ơi Tô Trước, đời này ta đã làm lộ chiêu cuối của cô trước mọi người, không biết cô sẽ đối phó như nào. Định Bắc Vương phủ thật sự không còn người khác hả? Sao lại để một người thiếp đến dự tiệc của trưởng công chúa? Trong đám đông có người thì thầm. Sắc mặt Tô Trước càng ngày càng trắng, cô ta cắn chặt môi, cô khép hờ mắt che đi niềm vui trong đó. Chỉ là Tô Trước có thể thoát ra nhanh hơn cô tưởng. Cô ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt mọi người. Đường đại tiểu thư, ta và thế tử chỉ là tai nạn. Thế tử cũng là nghĩ cho danh tiếng của ta, bất đắc dĩ mới phải nạp ta làm thiếp. Thế tử bị cô từ chối, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Ta cầu xin cô đi gặp thế tử đi. Cô hơi ngơ ngác, thi thầm, kiếp trước Tô Trước coi Tiêu Kỳ là tất cả của mình, giống như chó ngậm lấy xương không nhả. Hôm nay lại cầu xin cho Tiêu Kỳ, mong cô và Tiêu Kỳ tốt đẹp lại như cũ rồi. Đây là uống phải thuốc gì vậy? Trưởng công chúa vẫn luôn ngồi trên cao, thấy vậy cũng đi đến làm người hòa giải. Đường đại tiểu thư, bổn cung thấy chó ở đâu ra sủa loạn vậy? Ta chỉ nghe nói vợ cả nạp thiếp cho chồng, chưa bao giờ thấy thiếp thay chồng bàn hôn sự. Tô di nương đúng là mặt dày. Một giọng nói khinh miệt và quen thuộc truyền đến. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Giác nhướng mày với cô, tim cô đập thình thịch, vội quỳ lạy. Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ vạn phúc kim an. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thấy cô quỳ trước, lúc này mới đồng loạt quỳ xuống. Sắc mặt trưởng công chúa không vui, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép nặn ra một nụ cười. Điện hạ không phải nói không đến sao? May mà ta đã đến, nếu không ta còn không biết một người thiếp nhỏ lại dán bắt nạt con gái thầy của ta. Tiêu Giác nói rồi tự tay đỡ cô lên, hạ giọng nói thầm bên tai. Thiên Thiên, ta giúp cô một việc lớn như vậy, cô cảm ơn ta như nào? Cô cúi đầu không nói. Tiêu Giác bĩu môi, trực tiếp vung tay một cái. Tô thị thất lễ, ném người về hầu phủ, nói với Tiêu Kỳ, nếu hắn không quản được hậu viện, ta sẽ đi báo mẫu hậu, để mẫu hậu phái mấy bà vú đến. Tô Trước chật vật rời đi. Cô nhìn lên thì thấy ánh mắt hiểm độc của Tô Giác. Thái độ của trưởng công chúa vừa xong rõ ràng cũng là muốn giúp Tiêu Kỳ và Tô Trước. Cô không còn hứng thú tiếp tục bữa tiệc, liền lấy một cái cớ rồi rời đi. Xe ngựa còn chưa ra đã bị người chặn lại. Cô vén rèm lên thì thấy khuôn mặt ngứa đòn của Tiêu Giác. Điện hạ rốt cục muốn gì? Ừm, Thiên Thiên, ta đã giúp cô, sao cô lại bày vẻ mặt khó chịu đó với ta? Dáng vẻ tức giận của Tiêu Giác khiến cô nhớ đến chú cún con màu trắng hồi nhỏ cô từng nuôi, không hề giống thái tử điện hạ uy quyền. Vừa xong trong phủ trưởng công chúa, cô thấy buồn cười nhưng lại không dám cười, nhỡ chọc giận vị Phật lớn này. Đại ân của điện hạ, thần nữ sẽ khắc ghi trong lòng. Chỉ là điện hạ nhúng tay vào hậu viện của thần tử, ngày mai khó tránh có người cáo với thái thượng trên triều, khiến cha thần mất mặt. Tiêu Giác nghe cô nhắc đến cha mình thì liền nghiêm chỉnh. Ta sẽ đích thân thỉnh tội với phụ hoàng, cô không cần lo. Thái độ của hắn làm cô ngạc nhiên, trước kia thái tử điện hạ lúc nào cũng đối nghịch với cô, giống như đột nhiên đổi thành người khác. Điện hạ có tâm quá, nếu không có gì, thần nữ xin cáo lui trước. Nói xong, cô chuẩn bị buông rèm cửa xuống. Đợi đã, Tiêu Giác lộ vẻ gấp gáp như có chuyện muốn nói, nhưng lại ấp úng không nói ra được, mặt đỏ bừng lên. Cô hơi nhíu mày, Tiêu Giác giống như sắp nói một quyết định động trời. Nếu như hôn ước giữa cô và Tiêu Kỳ đã không còn, vậy cô có muốn làm thái tử phi không? Điện hạ, trong phủ ta còn có việc, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô nhanh chóng buông rèm xuống rồi giục mã phu rời đi. Tiếng móng ngựa hoảng loạn rót vào tai, giống như tâm trạng hiện tại của cô. Tiêu Giác, hắn điên rồi sao? Ấn tượng của cô về Tiêu Giác dừng ở trước khi cô đến tuổi cập kê. Hắn là thái tử, còn cha cô đảm nhiệm chức thái sư. Hắn luôn ở cạnh cha cô, học cách trị quốc, trước mặt mọi người hắn luôn là một bộ dáng quân tử, học vấn cao, còn có chủ kiến trong việc điều hành đất nước. Ngay cả một người nghiêm túc cổ hủ như cha cô cũng thường khen ngợi hắn, nói hắn là người tài hiếm có, đại hạ quốc sẽ kéo dài trăm năm thịnh vượng được rồi. Nhưng chỉ mình cô biết chính xác thì hắn xấu xa như nào. Hắn mang cún nhỏ bên cạnh cô đi, còn biến mất mấy ngày, cho đến khi cô sốt ruột không chịu nổi mới sai người trả lại cún cho cô, ngay cả lời xin lỗi trực tiếp cũng không có, còn cố ý nói xấu cô trong yến tiệc, khiến cha cô nhốt cô ở nhà, không cho lộ mặt ở các yến tiệc. Các thể loại chuyện nhiều không đếm nổi. Cô đường đường là đích nữ phủ thừa tướng, chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là thái tử Tiêu Giác này. Hôm nay Tiêu Giác bảo vệ cô trước mặt mọi người thì thôi đi, lại còn yêu cầu cưới cô, rốt cục là sai ở đâu? Cô ngồi ở trước bàn sách, tỉ mỉ nhớ lại sự khác biệt của kiếp trước và kiếp này. Cô còn chưa làm gì cả, sự khác biệt duy nhất là hôn sự giữa cô và Tiêu Kỳ không thành, Cô lẩm bẩm, một suy nghĩ táo bạo dần thành hình trong đầu cô.